Cả một ngôi làng ở Hà Giang sắp bị xóa sổ Chính quyền khẩn cấp di rời dân Bão số 7 diễn biến lạ khi tiến sát miền Trung Áp thấp mới ngày càng mạnh Cán bộ kiểm lâm lý giải vì sao không phát hiện ra máy bay quân sự rơi gần trạm Lời khai của đối tượng nổ súng bắn hai vợ chồng ở Biên Hòa cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Với tuổi đời gần 200 năm, những căn nhà cổ, kiến trúc truyền thống đã trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, toàn bộ ngôi làng có nguy cơ cao bị xóa sổ do ảnh hưởng của những đợt thiên tai, mưa bão, sạt lở. Anh Nguyễn Văn Xiển, cán bộ phòng nông nghiệp huyện Đồng Văn cho biết, do tác động của thời tiết và thiên tai tất cả các hộ dân đã phải di rời đến nơi ở mới để đảm bảo an toàn những căn nhà ruộng vườn với bao kỷ niệm về một ngôi làng cổ sẽ còn được nhiều người nhắc đến sự tồn tại của ngôi làng có lẽ giờ chỉ là vấn đề thời gian và nguy cơ làng cổ thiên hương bị xóa sổ là rất lớn thời gian qua do ảnh hưởng của mưa bão nơi đây xuất hiện nhiều vết nứt ngày càng lan rộng ăn sâu vào nhà của người dân làm nứt toác những con đường Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn đã di rời người dân của làng cổ Thiên Hương đến nơi an toàn. Ngậm ngùi nhìn ngôi nhà đã gắn bó với bao thế hệ của gia đình, bà Nông Thị Hợp không khỏi buồn giàu khi chứng kiến ngôi nhà sắp bị sạt lở, cuốn trôi. Không chỉ riêng gia đình bà Hợp mà hàng chục hộ dân trong làng cũng phải di rời. Hiện nay, đa số những căn nhà, chuồng trại chăn nuôi còn lại đều đã bị sập tường, nứt vách, đổ sập. Kỷ niệm của biết bao thế hệ gia đình giờ chỉ còn là ký ức bà nông thị hợp ngậm ngùi chia sẻ giờ không còn nhà nữa chúng tôi chỉ về ở tạm nhà bà con người thân trong thị trấn còn ruộng vườn nhà cửa ở đây hoang tàn đổ nát đối với chúng tôi làng chỉ còn lại trong ký ức chúng tôi mong đảng nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ chúng tôi có một nơi ở mới để tái lập làng xây dựng nhà ở và ổn định sinh hoạt cấp ủy chính quyền và người dân trong thôn chỉ có biết tranh thủ di rời tài sản đồ dùng chuồng trại chăn nuôi ra vị trí mới với mong muốn còn giữ lại được thứ gì hay thứ đó để ổn định đời sống cho người dân thôn Thiên Hương, Phòng Nông nghiệp huyện Đồng Văn đã lập kế hoạch tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn triển khai việc di rời và thành lập khu tái định cư mới cho người dân. Dự án đã được lập và chính các cấp để có các chính sách tái lập làng, ổn định đời sống cho người dân. Ông Hà Văn Tuyến, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đồng Văn, Hà Giang cho biết, sau khi kiểm tra các vết nứt và xác định nguy cơ sạt lở cao tại thôn Thiên Hương, phòng đã tham mưu cho huyện để di rời nhanh toàn bộ các hộ dân trong khu vực nguy cơ sạt lở ra nơi an toàn. Đồng thời, phòng lập chạm gác, nghiêm cấm người dân và các phương tiện vào khu vực nguy hiểm. Đơn vị đã lập dự án tái định cư cho người dân ở khu vực mới, cách làm cũ khoảng 400 mét. Mục tiêu quy hoạch là sắp xếp ổn định dân cư đối với các hộ hiện đang sinh sống tại khu vực sụt lún, sạt lở và các hộ có nguy cơ thiên tai đến sinh sống tại điểm bố trí dân cư tập trung. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 10 giờ sáng ngày 9 tháng 11, tâm bão số 7 bão diễn sinh đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 415 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đang duy trì ở cấp 14, 150 đến 166 km trên một giờ, giật cấp 17. Trên ảnh mây vệ tinh đã cho thấy sau hơn một ngày vào Biển Đông, cấu trúc bão số 7 tập trung, đối xứng, mắt bão rõ nét và bán kính gió mạnh trên cấp 8, tính từ tâm bão lên tới 200 km. Cơ quan khí tượng dự báo trong 24 giờ tới, bão dinh Sinh giữ nguyên tốc độ 15 km/h và hướng di chuyển tây tây bắc. Tuy nhiên cường độ có khả năng suy yếu. Phân tích thêm về diễn biến bão số 7, ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khi di chuyển từ khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa vào vùng biển miền Trung nước ta, bão có khả năng suy yếu nhanh do đi vào khu vực có nhiệt độ mặt nước biển không cao, độ ẩm từ mặt đất lên tới 1.500m rất thấp, cùng với đó là không khí lạnh. Theo ông Khiêm, qua phân tích vệ tinh ngoài khơi bão số 7, giải hội tụ nhiệt đới cắt ngang qua vùng xích đạo có rất nhiều vùng nhiễu động, hình thành và có khả năng phát triển thành bão áp thấp nhiệt đới. Vì vậy ngoài cơn bão số 7 này, chúng ta cần lưu ý phải ứng phó với các cơn bão tiếp theo có thể hình thành từ Philippines. Cũng trong ngày 9 tháng 11, theo bản tin tìm bão, áp thấp mới nhất của cơ quan thời tiết Philippines PAGASA công bố lúc 4 giờ cho biết. Áp thấp 11B đã đi vào khu vực dự báo PR của Philippines. Dự báo áp thấp 11B có khả năng cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong vòng 24 giờ tiếp theo. Trong khi đó một áp thấp mới, áp thấp 11C, đã hình thành gần Philippines ngay sau 11B, PAGASA dự báo áp thấp mới này cũng có khả năng trung bình mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tiếp theo. Cơ quan thời tiết Philippines lưu ý, hai áp thấp mới liên tiếp hình thành và dự báo mạnh lên thành bão trong khi bão số 7 đang ở biển Đông. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão đang ở trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, gần quần đảo Hoàng Sa. Chiều ngày 8 tháng 11, tại cuộc họp giữa các bộ, ngành và đơn vị liên quan để tập trung các biện pháp ứng phó với cơn bão số 7, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Quốc gia cho biết, áp cao cận nhiệt đối kết hợp với không khí lạnh sẽ khống chế cơn bão này di chuyển lên phía Bắc. Trong ngày 9 tháng 11, bão số 7 vẫn duy trì cường độ mạnh nhất, sau đó suy yếu dần do tác động của không khí lạnh không khí khô và độ ẩm thấp. Hướng di chuyển của bão số 7 bị chi phối bởi dòng dẫn môi trường do áp cao cận nhiệt đới nên bão khó có thể di chuyển về phía Bắc. Khi đi vào Bắc quần đảo Hoàng Sa, bão sẽ đổi hướng Tây Tây Nam đi về phía biển Trung Trung Bộ. Tuy nhiên, cũng theo ông Khiêm, các dự báo hiện chưa có sự thống nhất cao về hướng di chuyển của bão số 7. Trong 51 tính toán từ mô hình của châu Âu thì có 1 đến 2 phương án bão đi qua đảo Hải Nam. Nhiều phương án cho rằng bão đi qua khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa thì di chuyển theo hướng tây nam, hướng về vùng biển các tỉnh trung bộ. Dự báo của Nhật Bản cho rằng bão đang ở thời điểm mạnh nhất, từ nay trở đi bão sẽ suy yếu dần, đặc biệt là khi vào gần vùng biển miền Trung thì suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan trên biển. Dự báo của Mỹ, Trung Quốc nhận định bão có thể mạnh lên cấp 15, 167 đến 183 km/h, nhưng sau đó bão sẽ suy yếu sau khi đi vào gần vùng biển Trung Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 9 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, tức là từ 150 km h đến 166 km h giật cấp 17, đạt cường độ mạnh nhất. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km h Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, áp cao cận nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh sẽ không chế cơn bão này di chuyển lên phía bắc. Do vậy, sau khi đến khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa, bão có khả năng đổi hướng tây nam, hướng về vùng biển Trung Bộ. Về cường độ bão, ông Khiêm cho biết trong khoảng 2 ngày tới, bão số 7 vẫn sẽ tiếp tục duy trì cường độ mạnh nhất. Sau đó, bão có suy yếu do tác động của không khí lạnh, không khí khô và độ ẩm thấp. Dự báo khoảng 4 giờ ngày 10 tháng 11, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc khoảng 15 km/h, vị trí 19,3 độ vĩ bắc, 112,3 độ kinh đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km về phía bắc đông bắc, cường độ cấp 13, giật cấp 16. Dự báo 4 giờ ngày 11 tháng 11, báo di chuyển theo hướng tây nam, khoảng từ 10 đến 15 km/h, suy yếu dần. Vị trí 17,8 độ vĩ bắc, 110,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía bắc tây bắc, cường độ cấp 11, giật cấp 14. Dự báo, 4 giờ ngày 12 tháng 11, bão di chuyển theo hướng Tây Nam khoảng 10 km h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí 16,1 độ Vĩ Bắc, 109,3 độ Kinh Đông trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Cường độ cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Cảnh báo diễn biến áp thấp nhiệt đới từ 72 đến 96 giờ tiếp theo. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh từ cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua, cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão cao từ 7 đến 9 mét, biển động dữ dội. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hay, những ngày vừa qua, ba đợt thiên tai gây mưa lụt rất lớn, người dân rất mệt mỏi. Nếu những ngày tới bão đổ bộ, mưa to, lại tiếp tục phải di rời, thì người dân lại càng mệt mỏi hơn nữa. Tâm lý này có thể gây khó khăn trong công tác chỉ đạo ứng phó. Chúng tôi cũng lo lắng khu vực miền núi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi ngậm đủ nước rồi. Nếu tác động nhỏ nữa là có thể gây ra sạt trượt nên các địa phương tuyệt đối không chủ quan. Tối ngày 8 tháng 11, một lãnh đạo vườn quốc gia Trốc Đôn xã Carona, huyện Bôn Đôn, Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phát hiện máy bay quân sự IAK-130 rơi trong lâm phần của vườn. Vị lãnh đạo này nói, khu vực máy bay rơi khá gần trạm kiểm lâm, Seripok, tuy nhiên anh em không phát hiện ra máy bay rơi nhưng không phát nổ. Ông Hà Công Trường, trạm trường trạm kiểm lâm Seripok, cho biết nếu tính theo đường trình bay, vị trí máy bay IAK-130 rơi cách trạm kiểm lâm của đơn vị khoảng 1 km, cách mặt đường tuần tra khoảng 600 m. Ông Trường nói, chiều ngày 6 tháng 11, cán bộ của trạm có nghe tiếng động lạ phát ra từ rừng. Tuy nhiên tiếng động không lớn, mọi người không rõ đó là tiếng động gì và nghĩ ở nơi khác vọng tới. Ông tiết lộ thêm, nơi máy bay rơi chỉ làm sới tung một khoảng đất và chỉ đe gãy một cây nhỏ. Còn ông Y. Trương Niê, -e, trưởng buôn Đờ Rang Phốc, xã Cardona, huyện Buôn Đôn cho biết, bà con của buôn rất vui mừng khi hay tin đã tìm được chiếc máy bay quân sự rơi ở cánh rừng của vườn quốc gia Rắc Đồn. Ông Y. Trương Niê -e chia sẻ thêm, khi máy bay rơi nhiều người dân có nghe tiếng nổ lớn nên nhiều người có các nhận định khác nhau. Rất may chiếc máy bay rơi cách khu dân cư của Buồn hơn 8 km nên không có bất cứ sự cố nào. Chiều ngày 8 tháng 11, Đại tá Nguyễn Công Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết. Sáng cùng ngày, từ thông tin của một người dân tại Buôn Đa Rang Phốc cung cấp về việc người này nghe tiếng nổ bất thường trong rừng, nghi là máy bay rơi. Lực lượng chức năng đã có thêm cơ sở tìm kiếm và đã xác định được vị trí của máy bay IAK-130 rời. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã sử dụng flycam của tập đoàn công nghiệp Viễn thông quân đội Viettel ra soát trên địa bàn khu vực biên giới huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk và đã phát hiện được xác máy bay IAK-130 bị rơi nằm trong khu vực biên giới do đồn biên phòng Serepok quản lý thuộc xã carona huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cách đồn biên phòng Serepok khoảng 18 km về hướng đông và cách tỉnh lộ 16 khoảng 2 km về hướng đông. Ngay sau khi có thông tin từ UAV, lực lượng mặt đất của trường sĩ quan không quân do đại tá Lại Công Hoàn chỉ huy đã nhanh chóng di chuyển đến hiện trường và tiếp cận vị trí máy bay dưới lúc 14 giờ 52 ngày 8 tháng 11. Xác định tại hiện trường cho thấy máy bay IAK-130 SH-2101 rơi tại tiểu khu 428 thuộc vườn quốc gia Jokdon đáng chú ý, hiện trường không ghi nhận dấu hiệu cháy nổ và không gây thiệt hại về người hay tài sản. Theo đại tá Lại Công Hoàn, vị trí máy bay rơi cách nơi phi công nhảy dù khoảng 165 km và cách sân bay phủ cát 185 km về hướng tây. Trường sĩ quan không quân đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Bộ đội Biên phòng và kiểm lâm vườn quốc gia Chóc Đồn để thiết lập vòng bảo vệ hiện trường. Trong quá trình tiếp cận hiện trường, Lực lượng chức năng đã tháo và thu hồi 3 hộp kiểm tra khách quan từ máy bay để phục vụ công tác điều tra. Các hộp kiểm tra đã được niêm phòng và bàn giao cho đại tá Hoàn đưa về sân bay Phủ Cát. Theo kế hoạch, từ ngày 9 tháng 11, trường sĩ quan không quân sẽ triển khai tháo dỡ và vận chuyển các phần của máy bay IAK-130 về sân bay Phủ Cát để phục vụ điều tra và hoàn tất báo cáo cho tư lệnh quân chủng sau khi kết thúc nhiệm vụ. Tối ngày 8 tháng 11 một lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắc xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen của máy bay huấn luyện IAK-130. Vì lãnh đạo này cho hay, sau khi tìm được máy bay lực lượng quân chủng phòng không không quân đã tiếp cận, tháo hộp đen, bảo vệ nghiêm ngặt và đưa ngay ra để phục vụ phân tích dữ liệu. Các đơn vị đã bàn bạc phương án để đưa máy bay huấn luyện IAK-130 ra ngoài rừng sau khi kết thúc khám nghiệm hiện trường. Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắc, đơn vị đã tăng cường ba lực lượng gồm quân đội, dân quân tự vệ bộ đội biên phòng phối hợp với quân chủng phòng không không quân để thiết lập các vòng chốt chặn bảo vệ hiện trường nơi phát hiện máy bay huấn luyện IAK-130 rơi. Vị lãnh đạo này nói, hiện trường đã được phong tỏa và bảo vệ nghiêm ngặt thành nhiều vòng, không ai được phép xa vào khu vực này. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Văn Toàn, 30 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, để điều tra về hành vi giết người. Ngoài ra, bị can toàn còn đang bị cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý thêm hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, công an phường Hòa An nhận được tin báo từ tiểu thương về việc xảy ra vụ nổ súng khiến hai người bị thương. Ngay lập tức, lực lượng công an đã có mặt để đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Sau đó, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an thành phố biên hòa phối hợp với công an phường Hòa An bắt giữ được đối tượng toàn. Tại cơ quan công an đối tượng Toàn khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn bộc phát trong cuộc sống. Toàn làm việc tại nghiệp đoàn bốc xếp cá tại chợ Hóa An từ nhiều năm nay. Theo lời khai của Toàn, Toàn với anh D, anh A và chị T không có liên quan gì tranh giành địa bàn. Nguyên nhân vì ba người trên nghi ngờ Toàn báo công an về việc anh chị đó chơi cờ bạc. Toàn khai, tôi không có báo, chỉ vì nghi ngờ vậy mà anh D, anh A đánh tôi nên tôi bực tức và về sách súng lên bắn anh D, chị T và anh A. Do vết thương quá nặng nên chỉ vài ngày sau đó ông A đã tử vong. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa vừa bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ dùng súng, hung khí hỗn chiến trên địa bàn. Vào tháng trước, Lương Huy, 38 tuổi, ngụ tại thành phố Biên Hòa, cùng một số đối tượng tụ tập tại một quán bar ở thành phố Biên Hòa. Lúc này Huy gọi điện cho Nguyễn Duy Linh, 38 tuổi, cùng ngụ tại thành phố Biên Hòa để tụ tập ăn nhậu và sử dụng trái phép chất ma túy. Trong lúc nói chuyện, giữa Huy và Linh xảy ra mâu thuẫn, nên cả hai đã gọi thêm đồng bọn hẹn nhau đến trước cây sang số 26 tại phường Tân Phong để giải quyết mâu thuẫn. Khi gặp nhau tại đây, hai nhóm đã dùng súng bắn về phía đối phương và đập phá xe ô tô, xe máy để dàn mặt nhau. Khi phát hiện có công an, cả hai nhóm đã bỏ lại phương tiện tìm cách tẩu thoát. Ngay sau đó, công an thành phố Biên Hòa đã huy động lực lượng vào cuộc điều tra, tiến hành truy bắt các đối tượng liên quan. Bước đầu lực lượng công an đã xác định và bắt giữ được 8 đối tượng có liên quan. Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã tạm giữ một xe ô tô, 3 xe máy, 12 tuyếp sắt, dao tự chế, kiếm các loại và nhiều vỏ đạn tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Phát biểu tại buổi họp tổ ở Quốc hội chiều ngày 8 tháng 11, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, đại biểu đoàn Hà Nội, giám đốc công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, ma túy là tệ nạn, hiểm họa ở Việt Nam và cả toàn cầu. Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, ma túy đi vào mọi ngõ ngách đời sống, không chứa bất cứ ai từ trí thức, văn nghệ sĩ, người lao động, công nhân, nông dân nếu chúng ta mất cảnh giác hoặc thích cảm giác lạ. Nếu ví dụ tại Campuchia đang có chiến dịch phòng chống ma túy ngay trong bộ máy nhà nước, Trung tướng Hải Trung cho rằng, trong chính bộ máy nhà nước cũng có nguy cơ ma túy xâm nhập. Trước đây thuốc phiện phải dùng ban đèn nên việc tổ chức hút rất phức tạp, nhưng bây giờ có thể hút, ăn, ngửi, hít, thậm chí chỗ nào cũng dùng được ma túy. Ở những đô thị lớn, nhiều đối tượng còn thuê hẳn trung cư chỉ để tổ chức sử dụng ma túy, dù để vào được các khu trung cư đó rất ngặt nghèo, không phải ai cũng vào được. Cùng với sự phát triển của công nghệ, hoạt động buôn bán ma túy lại ngày càng dễ hơn. Ma túy không chỉ hủy hoại tinh thần, thể xác, sức lao động, mà còn làm băng hoại cả quốc gia, dân tộc. Có cả các thế lực dùng ma túy để nô dịch một dân tộc quốc gia. Theo tướng Trung, lực lượng công an coi tội phạm ma túy là tội phạm nguồn vì từ ma túy sinh ra cướp giết, trộm cắp, lừa đảo. 40% đối tượng nghiện ma túy là không nghề nghiệp và nghề nghiệp không ổn định. Ông Trung nói, khi không có thu nhập để có tiền dùng ma túy, thì các đối tượng nghiện phải trộm cắp, cướp giết, thậm chí giết bố, mẹ, anh, vợ chồng. Những kẻ phản động sử dụng chính những đối tượng ma túy để gây rối, thực hiện hành vi phản động. Chỉ cần cho hút hít là những đối tượng này không sợ gì. Nhấn mạnh thêm, họa ma túy là khôn lường. Giám đốc công an thành phố cho rằng, vấn đề đặt ra là cách phòng chống triệt để ma túy. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là sự nghiệp toàn dân. Lực lượng công an chỉ là phòng chống tội phạm ma túy. Ông chỉ ra chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy không phải bây giờ mới đặt ra, nhưng kết quả trước đó chưa được như mong muốn, thậm chí có những vấn đề còn phức tạp hơn trên cả ba mặt giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại, nhiều chỉ tiêu đặt ra nhưng không đạt được. Liên quan tới ba chỉ tiêu cụ thể này, theo ông, Bộ Công an đang chỉ đạo tập trung mục tiêu giảm cầu vì không có cầu thì sẽ giảm cung, phòng ngừa là chính. Song thực tế hoạt động buôn bán ma túy lợi nhuận rất lớn, nên các đối tượng buôn bán ma túy không bao giờ từ bỏ, thậm chí còn cố tình tạo ra cầu như rủ dê, chiêu đãi, lôi kéo cho sử dụng trước qua nhiều đường ăn và uống. Dự báo tình hình ngày càng phức tạp, ông Trung cho biết, trước đây việc buôn bán theo cân lạng thì giờ theo tấn tạ. Trước đây việc buôn bán chỉ đi theo đường bộ, còn giờ đây đi theo đường biển, sông, hàng không. Trước đây phải giao dịch mua bán gặp nhau trực tiếp, Giờ thì không cần gặp. Trước kia chỉ có cocaine, heroin, thuốc phiện thì giờ là ma túy tổng hợp. Do đó để xử lý giải quyết, giám đốc công an thành phố Hà Nội cho rằng bên cạnh quyết tâm chính trị cần phải có biện pháp rất mạnh và trách nhiệm là của cả hệ thống chính trị, cần đổi mới phương pháp, cách thức làm, phân cấp phân quyền. Lấy ví dụ quyết tâm của thành phố Hà Nội, ông Trung cho biết, vừa qua Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết hỗ trợ hàng tháng cho các lực lượng làm công tác phòng chống ma túy, kể cả viện, tòa, hải quan, lao động thương binh xã hội, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy mỗi tháng 3,6 triệu một người. Đại biểu trung bày tỏ hoàn toàn đồng ý phải có chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy, trong đó đề ra rất nhiều nhiệm vụ, giải pháp, phân cấp, phân quyền.